hồ viết thế này á, cũng là giao duyên cho những ai mà có phước có cái tờ này. Rồi từ từ á, họ được sự mầu nhiệm á, thì từ từ họ cũng sẽ tìm cơ hội, mỗi lần sư phụ về đây họ cũng tới, thì họ cũng là đệ tử. Yên tâm hiện danh bầu trời Sài Gòn á, nguyện cái dấu luôn á. Nếu mà không mà hiện, mà không mầu nhiệm thì sao hiện trên đó? Còn dấu thiên tâm á, hiện bây giờ á, ai mà đeo á, nó sẽ khác hơn á, những người bình thường không có đeo. Chuyện gì nó cũng có thể, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, chuyện xui á. Rồi nó cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng. Trong gia đình cũng được im thấm nữa. Cho nên thời nay á, phải nên đeo. Phụ phải đeo á. Cái này nó, mấy con bình thường thì nhìn vậy, nhưng mà nó có thần thông lắm. Những cái gì nằm trong cơ thể sư phụ mà cầm hay là vô đây thì nó là giống như cái máy nhà đèn vậy, bảy trong hào quang mà, thì nó vô trong này nhiều lắm. Thì mấy cái đứa đệ tử đeo á, tự mình truyền cái điển, cái thần thông của mình trong cái dấu của mình đeo. Chúng ta ai cũng có thần thông, ai cũng có hào quang hết, nó mạnh hay yếu thôi nghe. Mấy ông thầy cũng có, nhưng mà cái tâm ổng tà thì ổng truyền thần thông tà vô cái dấu rồi đeo vô. Cho nên nhiều lúc á, đeo tầm bậy tầm bạ, có mấy người mà mình không biết rõ đó, mình bị lừng sừng nhức đầu hoài là vậy á. Cho nên không phải muốn đeo gì có ai đeo đâu, thì cái ý nghĩa là vậy. Cho nên cái này sư phụ đeo theo á, là thứ nhất để cho những người chơi bùa chơi ngải mà đứng xung quanh này á, cũng không có làm gì được sư phụ. Tại vì bảy giờ hồi quang nó cản nhờ cái thần lực này. Thì đồng thời á, sư phụ thấy người nào mà bệnh trong người á, sư phụ để lên á, nó cũng rút cái bệnh vô đây, thì khỏi đi bác sĩ, khỏi nhờ nhà thương. Người nào sắp chết thu để vô á, cũng sống thêm được vài ba năm. Trong vài ba năm mà quay đầu với cha mà đọc kinh á, là con thấy nó khác hơn là một người không biết gì. Ngày mai ngã cái bạch thì lúc đó đi đâu? Cửa thiên đàng á, đâu có mở cho những người không biết lên cầu thang thiên đàng đâu. Sư phụ xuống trần á, lập đạo cứu nhân loại 8 tỷ thời nay. 10 năm sau, 50 năm sau, 8 tỷ của lớp mới, nó sẽ cứu 800.000 tỷ của trong 3.000 năm về sau. Còn mỗi một cá nhân, nhân loại á, phải biết vô đó lại. Rồi dòng thời phải, giống như con nuôi con của con mới về sanh ra, đứa baby nó làm gì? Con chim mới đẻ ra nó làm gì? Đói, đói hả miệng. Còn muốn sư phụ cứu, ít nhất cũng phải vô lại cha rồi qua đây rồi phải nói cái gì, không phải ngồi im cái là sư phụ cứu. Phụ đâu phải thầy thuốc đâu, phụ thầy thuốc là sư phụ giàu rồi con. Nhưng theo nhưng mà cũng phải là thiệt. Sư phụ đâu có lấy ai đồng xu nào, tới ngày hôm nay cũng chưa có xin đệ tử nào đòi một sen một cát. Sư phụ chỉ đưa Thiền Bát Nhã tới, nhưng mà Thiền Bát Nhã đâu có thể kéo người ta lên. Thiền Bát Nhã mấy con phải bò lên á, phải biết sám hối thì mới lên được Thiền Bát Nhã. Đi về trời mà. Còn quỷ dương á, mỗi một ngày nó mở khóa tu á, nó kêu mỗi Phật tử phải ke đem theo 100 người tới, rồi phải cúng dường cái quỷ tùm lum. Mỗi lần sư phụ đi á, thà ngồi ngoài trời mình không có tốt gì hết, nhưng mà sư phụ không bao giờ để cho một đứa đệ tử nào á tốn 5 đồng bạc kinh á. Mỗi lần sư phụ đi giống như kiểu này về Nam Cà Ly á, phải lựa công viên, rồi phải chỗ nào mà phát kinh free. Mình về trời mình không có tốn tiền, còn chỗ nào mà tiền bạc bạc á là đi theo quỷ á. Nhớ lại sư phụ dạy cái đó. Cái đó đó nó đã có phong tục gần 90.000 năm. Khi thể chế vô thần thông tính nước Việt, họ không có muốn cho dân tộc biết Thượng Đế là ai. Họ chỉ muốn biết Hồ Chí Minh là Phật. Thấy không? Và đồng thời họ không có muốn dân tộc 100 họ Bách Việt, 100 triệu người biết Phật là ai luôn. Họ mới cho những vị thầy quốc danh, tuy là mang áo vàng nhưng mà phá đạo. Rồi cho những cọng cỏ thành ra những cọng tóc, để cho mấy triệu người vô đó. Rồi bắt đầu chửi thầy Thích Trúc Thế Minh. Càng chửi chừng nào ổng được lên chức chừng đó. Mục đích là tạo tất cả lòng người nước Việt không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha, chỉ có lòng tin duy nhất đó là Đảng và Hồ Chí Minh, thì đưa cái dân tộc chúng ta xuống địa ngục.
ngu dân á, chính sách ngu dân. Bây giờ con không có cái gì con nắm thì con nắm ai, con suy nghĩ đi. Không có cha, không mẹ, không có anh cả, Phật là anh cả, không có cha, không có mẹ, con nắm ai? Suy nghĩ. Đó là chính sách của họ. Cho nên những vị thầy mà họ nói chuyện, ồ không cần đốt nhang vô chùa, mà đốt nhang chuyển ngân bằng tài khoản rồi đại khái. Họ cố tình họ làm như vậy để cho mình nhìn lại cuốn kinh dạy là khấn hương á. Mỗi lần đọc kinh, kinh đại thừa, kinh nào cũng có chữ khấn hương, nhưng mà không kêu khấn hương, Phật nào chứng. Con hiểu không? Là mục đích để cho dân tộc Việt Nam ghét cái đạo Phật, để mà đi phản ảnh ngược lại, để mà chỉ có nắm một thứ thôi, để mà cứu rỗi. Thì nắm ai cũng biết rồi. Lúc mà mình thắp nhang, mà mình tụng kinh, nếu mà nhang nó hết, mình có cần phải đốt ha? Cần đốt nhưng mà con phải mở máy hút. Tại vì những vị Phật, Thánh Tiên, Bồ Tát xuống trần cũng giống như các con đi vô chuồng heo, chuồng gà, nó hôi lắm, thối. Thì mấy vị thương chúng ta, mấy vị mới đứng để chứng buổi lễ con đọc kinh. Nhưng mà cơ thể chúng ta đã dính chuột thối thì cần có nhang để mà sái tịnh. Nhưng mà ngược lại nhang mà là mấy con lựa nhang tốt nha, đừng có chất hóa học. Rồi mình để cho thơm á, mấy chư thiên, mấy chư Bồ Tát người ta đứng ở đó. Chứ rồi đứng trong chuồng heo nhiều quá, chúng ta giống như heo vậy, để chúng ta ngu như heo thôi cũng được, tạm được, nhưng mà cơ thể con cũng hôi vậy, nên nhang là để mà sát tịnh, cho nên phải mở máy hút và đốt cái nhang ốm ốm nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng có để cái nhang mà dài thòn khói, đừng có nên nữa đó.